Tôi sở dĩ bị cái quả báo thành quỷ đối như ngày hôm nay là do các ông. Các ông không có can gián, không có ngăn tôi chừa bỏ việc xấu ác khi tôi còn sống. Các ông thường đến nhà tôi thọ trai, nhưng không khuyên bảo tôi để tôi chừa bỏ nghiệp xấu ác của mình. Tôi không hướng theo được giáo pháp thánh thiện của Như Lai. Chính vì vậy, khi chết đi tôi bị đọa sứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thì xin thương chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử có mặt trong đạo tràng tu tập sáng hôm nay. Chúc các vị được nhiều sức khỏe tu tập, có một ngày và một đời an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 24 tháng 5 năm 2020 ở tại chùa Long Thành, tỉnh Vĩnh Long, chúng ta có cơ hội được trò chuyện cùng với nhau. Sau mùa dịch bệnh gây tăng tốc đau thương cho cả thế giới, rất nhiều người đã chết, chúng ta còn bình yên. Chúng ta có thể đến chùa để tu tập. Đó là một phước lành lớn. Đó chính là điều rất đáng để chúng ta suy ngẫm trong đời sống của tự thân mình. Bao nhiêu người có của, có tiền, có danh vọng, có sự nghiệp, họ là những người thành đạt trong xã hội, hay là những người rất đổi bình thường. Một mùa dịch bệnh đi qua, họ đã nằm xuống và muôn đời không còn ngồi dậy. Chúng ta cầu nguyện cho họ được tái sanh về thế giới an lành. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải nhìn nhận lại tự thân của mình. Phúc lành cho ta là ta được bình yên đi qua dịch bệnh. Vậy thì chúng ta phải cảm ơn cái phúc lành này, để rồi chúng ta cố gắng sống thật là tốt những tháng ngày còn lại, tu tập thật là tốt những tháng ngày còn lại. Đó chính là chúng ta đang cảm tạ cái ơn lành của đất trời để cho ta được sống. Chúng ta tri ân phước lành nhiều kiếp chúng ta đã tạo để chúng ta được hai chữ bình an trong cái bất an của xã hội. Xin chúc mừng cho tất cả chúng ta. Chúc mừng cho Việt Nam thân yêu của chúng ta đã bình yên đi qua dịch bệnh. Hôm nay mình chia sẻ những điều rất đổi bình thường trong cuộc sống. Giờ rồi có một em Phật tử mới có 19 tuổi thôi, đến chùa gặp Minh Thiền, rồi ngồi thổn thức nỗi lòng của mình với đôi dòng lệ. Em khóc và nói: dạ thưa Thầy, con đã được quy y Tam Bảo, con đã được thọ trì năm giới của nhà Phật, con cảm thấy rất là bình yên, con cảm thấy rất là an lạc trong đời sống của một người Phật tử thực tập giáo lý của Đức Phật. Nhưng có một điều khiến con cảm thấy đau lòng, đó là mẹ của con. Mẹ của con chưa có duyên lành được gặp Phật Pháp.
mẹ con hằng ngày vẫn giết rất nhiều con gà, con vịt để bán, để làm cái kế sinh nhai trong đời sống. Thưa mẹ của em là một người bán cháo gà, cháo vịt hàng đêm ở tại Sài Gòn. Em mới nói là con đã nhiều lần khuyên mẹ con bỏ nghề đi, mẹ con nên đi chùa đi và nên quy y Phật đi. Nhưng mẹ con trả lời một câu ngắn lắm thầy ạ, nhắm mắt là hết, cần gì phải lo. Con đau khổ quá, con có nghe những bài giảng của thầy, con tìm đến thầy, xin thầy chỉ cho con cái cách nào đó để con về con có thể khuyên mẹ con, để mẹ con có thể bỏ nghề, mẹ con trở thành một người Phật tử. Con thấy là một người Phật tử là một điều rất tuyệt vời thầy ạ. Đời sống của mình nhẹ nhàng, thông dong, thư thái hẳn ra. Vậy tại sao những người lớn hơn con, những người tài giỏi hơn con, những người thành đạt hơn con, họ không thể tìm đến cái phúc lành này? Minh Thiện mới thưa rằng, anh thưa, cái duyên, cái phước của ai, người nấy hưởng. Bởi vì trong quá khứ đã tạo kiếp này hưởng. Trong kiếp quá khứ con đã từng gieo nhân lành với Phật Pháp, cho nên trong kiếp này tuổi còn nhỏ nhưng con được trở về nương nhờ Tam Bảo, nương tựa Tam Bảo để có một đời sống an ổn. Đó là cái phước lành của con tạo trong quá khứ. Còn mẹ của con và những người không biết Phật Pháp thì có nghĩa là trong nhiều kiếp họ gieo cái duyên rất là ít, hoặc là họ chưa từng gieo duyên với Phật Pháp. Con muốn là chuyện của con, nhưng còn mọi thứ phải trông chờ vào nhân duyên của người đó. Minh Thiền mới nói rằng con về, điều thứ nhất là con tìm mọi cách, kể cả dụ dỗ mẹ con đi chùa. Một sáng đẹp trời nào đó vào ngày rằm hoặc là ngày mùng 1, con nói mẹ ơi, có ngôi chùa này đẹp lắm, Phật linh lắm, con chở mẹ đến đó. Con làm sao mà đưa được mẹ con đến chùa, và làm sao gặp được vị thầy trụ trì hoặc là sư cô trụ trì ở chùa đó để khuyên bảo mẹ con. Hoặc là con tìm một cái chùa nào đó có tổ chức một khóa tu, con làm sao năn nỉ mẹ con đến đó tham dự chỉ một buổi, hoặc ngồi lắng nghe một thời thuyết pháp thôi. Đó chính là cách con đang tạo cái nhân duyên cho mẹ con đến với Phật Pháp. Chứ còn bây giờ đang không, con nói mẹ con bỏ nghề đi, mẹ con không bỏ, vì đó là cái nghề mà bà đã nuôi lớn con, bà đã dấn thân làm hàng nhiều năm rồi. Muốn bà thức tỉnh thì phải tạo được cái nhân duyên để bà am hiểu được giáo lý của nhà Phật thì mới có thể tự thức tỉnh. Còn bây giờ nếu con dùng một cái gì đó để ép, để buộc, đó không phải là sự thức tỉnh của một người, mà do bị ép buộc mà thôi. Điều thứ hai là con không nên trách mẹ con, cũng không nên xa lánh mẹ con. Con đừng nghĩ rằng mẹ con là người tạo cái nghiệp ác để rồi con xa lánh. Nếu con xa lánh thì không có ai có thể đến gần bên bà để giúp đỡ bà. Bởi vì con là con là máu mủ, mà con không giúp đỡ được mẹ con đến với Phật Pháp thì ai sẽ là người để tâm để giúp đỡ mẹ con? Chính vì vậy, mẹ con càng sai thì con càng phải gần gũi để tìm mọi cách dẫn dụ mẹ con đến với Phật Pháp. À, không biết nó về nó làm có được hay không? À, thấy im ru hả? Thưa với đại chúng, đây là cái trường hợp
mà chúng ta thấy phổ biến trong thời đại của chúng ta. Có rất nhiều người làm con được quy y Tam Bảo, được nương nhờ cửa Phật, nhưng những người làm cha, làm mẹ thì lại không có cái duyên lành đó. Thời của Đức Phật có một nam cư sĩ rất là mến mộ Phật Pháp. Ông là một người giàu có, vì vậy cho nên ông rất đổi hào phóng trong cái việc giúp đỡ người nghèo và cúng dường cho chư tỳ kheo tu tập. Hằng ngày ông điều thỉnh với thầy tỳ kheo hoặc là bốn vị hoặc là sáu vị về nhà của mình để thọ trai. Và mỗi tháng như vậy thì ông mở hồ bao của mình để mua gạo, mua thực phẩm, phân phát cho những người nghèo khó đến để nhận, để lấy về. Ông làm việc đó nhiều năm đi qua. Chính vì vậy mà các thầy tỳ kheo trong thời đại đó rất là mến mộ, yêu quý cái hạnh lành của ông. Nhưng khổ một nỗi, cha của ông là một người không tin Phật Pháp, không tin Phật Pháp. Ông nhiều lần tìm cách để cho cha của mình được cơ hội gặp các thầy tỳ kheo lúc đến nhà thọ trai, nhưng hoàn toàn vô nghĩa với người cha của mình. Vì người cha của mình không tin, vì vậy khi gặp các thầy tỳ kheo, người cha của mình sanh lòng chán nản, bất kính. Ông không hề muốn gặp. Nhưng vì đứa con của mình nó năn nỉ, nó van nài, thế cho nên chiều lòng người con trai, ông gặp các thầy tỳ kheo chào đôi lời xã giao rồi thôi, không có nồng nàn. Cái thầy tỳ kheo thấy ông như vậy, nhiều lần khuyên bảo, nhưng ông chẳng chịu nghe. Sau đó ông bệnh và chết. Khi chết thì ông bị đọa sứ vào trong cõi quỷ, trở thành một con quỷ la sát cực kỳ hung dữ. Các vị biết khi còn sống ông tạo cái nghiệp gì mà khi chết lại bị đọa sứ vào cõi quỷ không? Đó chính là hàng ngày ông rất thích ăn thịt heo và đem thịt heo ra chợ bán. Người con trai của ông nhiều lần nói rằng: "Ba à, đây là một hành động dẫn đến nghiệp quả xấu ác trong tương lai, ba nên bỏ đi." Nhưng ông đều bỏ ngoài tai. Ông bỏ ngoài tai. Nhiều lần ông đáp trả, ông phản ứng bằng một thái độ giận dữ hằn học đối với người con trai của mình. Ông nói rằng: "Tại sao con có thể hoang phí tiền của cho những sa môn, cho những bà la môn, cho những người đạo sĩ như thế? Tại sao con có thể hoang phí tiền của cho những kẻ nghèo nàn đến sinh như thế? Tại sao con không sử dụng tiền của đó cho việc ăn mặc và ở của chính mình?" Người con trai biết cha của mình nhiều kiếp không gieo trồng căn lành, thế cho nên đời này tâm cực kỳ xấu. Khuyên bảo hoài không được, khuyên bảo hoài không được. Thưa đại chúng, rồi các thầy tỳ kheo đến khuyên bảo cũng không được. Nghiệp xấu ác ông vẫn cứ mãi tạo, tạo cho đến ngày ông nhắm mắt. Chính vì nghiệp xấu ác và tấm lòng tham lam bỏng sẻn keo kiệt của ông, sau khi tắt hơi thở từ giã cõi người, ông bị đọa sứ vào trong cõi quỷ. Rồi một hôm các thầy tỳ kheo đến nhà của ông để thọ trai. Trên đường đi về, đi ngang qua khu rừng, lúc đó ông mới hiện hình thành một con quỷ to lớn, chặn đường các thầy tỳ kheo lại và nói: "Này các thầy tỳ kheo ác độc kia, tôi sở dĩ bị cái quả báo thành quỷ đói như ngày hôm nay là do các ông. Các ông không có can gián, không có ngăn tôi
trừ bỏ việc xấu ác khi tôi còn sống. Các ông thường đến nhà tôi thọ trai, nhưng không khuyên bảo tôi để tôi trừ bỏ nghiệp xấu ác của mình. Tôi không hướng theo được giáo pháp thánh thiện của Như Lai. Chính vì vậy, khi chết đi tôi bị đọa xứ. Lúc đó có một vị thầy tỳ kheo lớn tuổi mới nói với con quỷ rằng: hiện tại ngươi đang chịu quả báo đau khổ là bởi do khi còn sống ngươi không chịu thức tỉnh, ngươi không từ bỏ nghiệp ác của mình, mà bây giờ ngươi còn đổ lỗi cho chúng ta. Ngươi nên nhớ rằng chúng ta đã có rất nhiều thời gian để khuyên bảo ngươi từ bỏ sát nghiệp, để khuyên bảo ngươi từ bỏ tâm tham lam của mình, nhưng ngươi vẫn đinh ninh ôm giữ cái sát nghiệp và ôm giữ tâm tham lam của mình. Ngươi làm cho nó mỗi ngày mỗi lớn lên trong đời sống. Chính vì vậy, ngươi phải là người chịu trách nhiệm về nghiệp quả của ngươi. Lúc đó thì con quỷ to lớn kia nghe như vậy thì nó tỏ vẻ rất là buồn. Nó thừa biết rằng sự đổ lỗi cho các thầy tỳ kheo không phải là cách tốt nhất, bởi chính nó cũng ý thức được rằng các thầy tỳ kheo đã mất rất nhiều thời gian công sức để khuyên bảo nó, nhưng do nó không nghe, Lúc đó nó mới thổn thức với các thầy tỳ kheo rằng: vậy thì xin các ngài hãy giúp đỡ cho con, các ngài hãy chú nguyện cho con, các ngài hãy ban pháp lành cho con để con sớm thoát được cái cõi quỷ. Lúc đó thầy tỳ kheo lớn tuổi kia mới vì nó mà giảng dạy cái hạnh cúng dường, bố thí và mở tấm lòng thương yêu. Sau đó thì con quỷ đón nhận được giáo pháp và lời chú nguyện của các thầy tỳ kheo, nó từ giả cõi quỷ để tái sanh trở lại làm người nhờ ân hưởng được giáo pháp. Thưa, câu chuyện xưa nhưng nhằm nhắc nhở chúng ta trong đời sống hiện tại. Sống được bao nhiêu năm mà chúng ta lại quá khổ vì ăn, mặc và ở. Đây là câu hỏi mà chúng ta cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Không ai trả lời thế cho mình được. Bản thân chúng ta phải tự trả lời. Có những người của tiền chất đóng, không bao giờ tiêu hết cái của, dù mình sống cả một đời chỉ để ăn, để xài, nhưng họ vẫn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để gom góp của công đem về làm của riêng, gom góp của người khác đem về làm của mình. Vì sao vậy? Lòng tham của con người không đáng. Giàu mấy đi chăng nữa, tham vẫn là kẻ nghèo. Người biết đủ thì tự khắc trở thành người giàu có. Người không biết đủ, tiền như núi, vẫn là kẻ nghèo nàn. Chính vì vậy, qua câu chuyện này, Minh Thiền muốn nói với quý Phật tử rằng đời sống không quá dài để chúng ta phải bận tâm quá nhiều về chuyện ăn, mặc và ở. Các vị thử nghĩ lại, chúng ta đã mất quá nhiều năm để bận tâm về chuyện này rồi, và chúng ta đã bất an, đã đau khổ vì nó quá nhiều. 40 năm, 50 năm, 60 năm lận đận vì nó, cho đến ngày hôm nay răng rụng còn cái níu.
tóc trên đầu không còn một sợi đen. Các vị đã an ổn về nó chưa? Chưa. Chưa. Vẫn còn rất là khổ. Đời sắp hết sao muộn phiền chưa hết. Bao lo toan chẳng một chuyện ra hồn. Ngước mắt nhìn chiều tím nhạt hoàng hôn. Nghe trời đất chứ lẽ gì sâu thẳm. Đời sắp hết chưa? Sắp hết chưa? 80 tuổi mà nghe hỏi câu đó, dạ thưa thầy còn dài lắm. Còn dài lắm thầy ơi, chưa hết đâu, còn yêu đời lắm, muốn sống để thụ hưởng. Ăn ngủ cho nó đã chứ chưa gì thầy nói chết 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 buồn quá muốn không đi chùa nữa. Đời sắp hết rồi nhưng muộn phiền chưa chịu hết. Thưa quý ông, thưa quý bà, trong lòng quý ông quý bà còn những buồn phiền lo lắng không? Còn vậy thì cái buồn phiền lo lắng này khi nào nó hết? Dạ khi nào hết đời thì khi đó nó hết thầy ạ. Bao lo toan chẳng một chuyện ra hồn. Cái lo cho mình, cái lo cho gia đình mình, đó là cái lo khả dĩ chấp nhận được. Lo cho cái ông hàng xóm, lo cho cái bà hàng xóm. Nói cho tới đây kể cái câu chuyện vui để chúng nghe. Nghe rồi bỏ, đừng có đi kể lại người khác nghe, người khác chửi tôi chết. Có anh chàng thanh niên 20 tuổi, ngày hôm đó nghe một người bạn của mình nói rằng ở xóm trên có ông thầy bói, ông coi bói hay lắm. Mày lên đó coi đi, coi chừng nào mày lấy được vợ. Chứ ở xóm này thanh niên cỡ mày là người ta lấy vợ hết rồi. Mày lên coi chứ không mày ế chết đó con. Anh thanh niên lọt tọt đi lên tìm ông thầy bói. Vô gặp ông thầy bói, ông thầy bói hỏi ông thầy bói về tình duyên. Ông thầy bói chẳng trả lời về tình duyên. Anh nghĩ trong bụng chẳng lẽ con ế thiệt sao? Ông thầy bói hỏi một đường nhưng ông thầy bói trả lời một nẻo. Anh hỏi là dạ thưa thầy, khi nào thì con lấy được vợ? Vợ con ở đâu? Đẹp xấu ra làm sao? Giàu nghèo thế nào? Thầy bói ngồi im chầm bầm nhìn anh rồi nói: ta chia buồn với con. Anh hỏi: dạ thưa thầy, thầy chia buồn với con chuyện gì? Ông thầy bói nói: chiều nay ba của con chết. Anh nghe như vậy thì chới giới: ủa mình đi hỏi về tình duyên của mình mà, tại sao thầy lại nói cái chuyện không khổng không vậy? Anh không thèm chào thầy, đùng đùng nổi giận đứng lên bỏ đi về. Đi về nhưng mà lòng bất an, anh đi tìm một thầy khác coi cao tay hơn. Thì bước vô thầy đó coi coi rồi thầy đó nói: chiều nay ba con chết. Nghe như vậy thì bất an ghê hơn nữa. Anh đi tìm một ông thầy nữa coi y chang như vậy luôn, cũng nói chiều nay ba con chết. Chiều về sao thấy ba mình không còn ngồi ăn cơm, không khỏe mạnh sờ sờ, có chết đâu. Ai về ông hàng xóm kế bên nhà chết. Tôi kể các vị nghe vậy thôi chứ tôi cũng không hiểu cái câu chuyện này như thế nào. Tự nghiệm đi rồi hiểu. Thưa đại chúng, đó là câu chuyện vui để các vị khỏi buồn ngủ thôi. Trở lại vấn đề, thì muốn nói với đại chúng là chúng ta có rất nhiều thứ để lo. Lo cơm áo gạo tiền, lo chuyện con cháu học hành, tình duyên cưới hỏi, vân vân và vân vân. Đó là những chuyện tạm được xem là đáng để lo, đáng để lo. Nhưng rồi có những chuyện chúng ta lo không khổng không, lo chẳng có kết quả gì, lo chỉ làm cho mình bất an, lo chỉ để cho mình mất ngủ, lo để cho mình ăn không thấy ngon, nhưng mình vẫn cứ thích lo. Chính vì vậy mà bao lo toan chẳng một chuyện ra hồn. Ngước mắt nhìn chiều tím nhạt hoàng hôn, nghe trời đất chứ lẽ gì sâu thẳm. Các vị nhìn mặt trời về chiều
lòng có thấy buồn không? À mừng quá, trời sắp tối rồi. Tối rồi đi qua nhà bà bạn ngồi tám. Tại ban ngày bà đi làm, đợi tối về rồi đi tám. Còn tuổi trẻ thì nó thấy trời tối nó mừng, nó được hẹn hò, nó được đi ăn, nó được đi chơi, nó được đi ca, nó được đi hát, nó được đi nhảy, nó được đi múa, vân vân và vân vân. Chúng ta thờ ơ với thời gian của chính mình. Người có chiều sâu một chút, nhìn trời hoàng hôn lòng cảm thấy buồn. Buồn cho ai? Buồn cho thân phận của chính mình. Mặt trời về hoàng hôn thì ánh nắng nó mờ nhạt. Ánh nắng nó mờ nhạt, chỉ còn chút chút nữa thôi, ánh nắng này sẽ liệm tắt. Màn đêm sẽ bao trùm lấy không gian này. Tất cả những con người có mặt, không kể những người già, đừng nói là những người già mới là chiều tím nhạt hoàng hôn. Tất cả những con người có mặt thì đều là chiều tím nhạt hoàng hôn, đều là mặt trời đã dần liệm tắt. Phút giây nữa thôi nó sẽ khuất mình sau bóng núi. Chúng ta đâu thấy được lẽ đó. Chúng ta cứ nghĩ mình mãi mãi thanh xuân. Chúng ta cứ nghĩ rằng trời của mình chỉ mới là bình minh ló dạng. Thưa, không, tất cả chúng ta là hoàng hôn. Tất cả chúng ta là nắng nhạt. Vậy thì hãy làm những gì có thể làm, mà phải làm cho thật tốt. Làm những gì thật có ý nghĩa cho đời sống của mình, có ý nghĩa cho cuộc đời này. Gắn nỗ lực mà làm. Tại sao Minh Thiền nói rằng tất cả đều là chiều tím nhuộm hoàng hôn? Có những người nói, nếu như thầy nói người 70-80 tuổi là chiều tím hoàng hôn, con chấp nhận được. Tụi con 30-40 tuổi thanh xuân đang phơi phới, tại sao lại là hoàng hôn? Tại sao lại là nắng nhạt? Thưa, 70-80 tuổi mới chết à? 30-40 tuổi có chết không? Chết. Nên Minh Thiền hay nói một câu là khi ta sanh ra là cái chết nó đã treo lủng lẳng trên đầu. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể rớt xuống chụp lấy đời của ta. Giá như trong trận đại dịch vừa qua, mình là người bị nhiễm, mình là người chết, thì bao nhiêu cái lo toan, bao nhiêu cái mộng ước, nó còn lại ai sẽ là người tiếp tục thay ta để làm cho tròn? Thưa, không có ai làm thế. Chính vì vậy mà những gì tốt đẹp nhất, Minh Thiền khuyên rằng hãy cố gắng làm, cố gắng làm. Tu tập được thì phải cố gắng mà tu tập. Đừng có chờ, đừng có đợi, đừng có hẹn ngày mai con sẽ làm một người thật tốt. Đừng có hẹn ngày mai con sẽ là người tu tốt. Tại sao bữa nay không lo làm? Vô cái quán ăn, thấy chủ quán để cái bảng là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Cái hôm nay mình tới mình ăn cái, mình làm sao? Không trả tiền. Chủ quán nói, ủa chú ơi, sao chú không trả tiền? Mình nói rằng ngày hôm qua tôi đến đây, tôi ăn, tôi thấy cái bảng là ngày mai đến ăn không trả tiền. Vậy thì bữa nay tôi đến, tôi ăn không trả tiền. Chủ quán nói không, ngày mai mới không trả tiền, còn bữa nay đều phải trả tiền. Đừng có đợi và đừng có hẹn cái ngày mai rồi mới làm người tốt. Đừng có hẹn, đừng có đợi cái ngày mai rồi mới tu thật tốt. Không kịp. Nhiều lúc buồn rồi nghĩ ngợi vu vơ, lòng tự hỏi bến bờ nào hạnh phúc. Để thiền đời tôi ghé vào một chút, cho tâm hồn tìm được chút bình yên. Các vị buồn
các vị có nghĩ ngợi vu vơ không? Buồn có quyền được khóc, buồn có quyền được đi kể lễ, buồn có quyền được chán, nhưng đừng có nản. Và tuyệt đối buồn đừng có tìm đến cái chết. Cuộc đời mọi thứ không có gì gọi là bế tắc, chỉ có cái bế tắc trong tư tưởng mới là điều đáng để chúng ta sợ hãi. Không có đường nào gọi là ngõ cụt, chỉ có cái suy nghĩ không thông của chúng ta mới là ngõ cụt. Vì vậy mà Minh Thiền nói rằng buồn khóc đi, khóc nhiều chừng nào cho vơi nỗi buồn nhiều chừng ấy. Buồn à, không giữ được trong lòng à, tìm người nào đó cứ kể lể đi. Nhưng mà sau cái khóc, sau cái kể lể đó, phải tự tin để mà sống tiếp, phải tự tin để mà vượt qua những cái bất an, những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái thử thách ta đang đối diện. Chứ đừng có buồn rồi sanh nản, đừng có buồn rồi đi tìm đến cái chết, không giải quyết được vấn đề gì cả. Nhiều lúc buồn muốn được tựa dòng sông, như con nước lững lờ trôi khi ròng lúc nổi, nhẹ nhàng thôi nhưng không có gì hờn dỗi, mong cuộc đời bình lặng chỉ vậy thôi. Vĩnh Long này sông hồ nhiều lắm, cho nên mình cứ nhìn dòng sông nhẹ nhàng, mình mong cuộc đời mình cũng nhẹ nhàng như dòng sông lững lờ trôi. Ai có làm gì thì làm, nước sông triều cường vẫn theo nhịp độ của nó mà khi ròng lúc nổi. Nhưng cái quan trọng đó là đừng có hờn dỗi, đừng có muộn phiền, đừng có quá đau khổ bất an vì cuộc sống, vì tình người này. Có một anh Phật tử, anh đến anh thưa rằng: dạ thưa Thầy, con có một nỗi khổ mà ôm ấp 5 năm trời, con tìm cách để buông bỏ nó, để cho đời con được nhẹ nhàng, nhưng con làm không được. Mình mới hỏi: nó nặng lắm à? Anh nói: thưa Thầy, nó nặng lắm. Kể Thầy nghe. Anh cùng người bạn chăn gối của mình sanh được hai đứa con, rồi sau đó chuyện tình cảm mỗi ngày nó mỏi phai nhạt, không hàn gắn được, rồi mỗi người về mỗi ngã, con thì mỗi người chịu trách nhiệm nuôi. Nhưng rồi anh là người ở lại trong ngôi nhà cũ, chịu trách nhiệm nuôi cả hai con, để người bạn đã từng chăn gối, từng được mình gọi tiếng vợ, từng gọi mình tiếng chồng á, họ bước thêm bước nữa đi theo người khác. Anh nói rằng khi bên nhau đó, nó có quá nhiều những thứ không hợp với nhau, và để rồi tình cảm ngày càng bị rạn nứt. Cái điểm chấm sau cùng đó là cả hai cùng ký vào cái đơn ly dị, ra tòa phán quyết: con biết rằng người đó bây giờ không phải là của con, nhưng tại sao con vẫn cứ nhớ mãi họ, con không quên được họ. Con biết rằng bây giờ họ là vợ của người khác, thế vậy mà tại sao con cứ mãi muốn theo dõi và tìm hiểu cái họ sống như thế nào. Con làm sao để ngưng được cái này, làm sao để ngưng được cái này, làm sao để con khỏi phải nhớ về họ nữa. Con đi làm rồi thôi, mỗi lần con về nhà cứ nhìn chỗ nào con cũng thấy hình bóng của họ, đau khổ lắm thầy. Nhiều khi con muốn đốt nhà đi cho những cái đau khổ này nó không còn tồn tại trong con.
Bởi vì cứ nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm, nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm, nhìn đâu cũng thấy bóng hình của người phụ nữ. Chẳng lẽ mình xúi người ta đốt nhà? Đâu có được. Đâu có được. Ác quá đâu được. Thực tế để mà nói, con người của mình sở dĩ nó có quá nhiều những bất an đau khổ là vì sao? Là vì nhìn không thấu, nghĩ không thông, buông không được và quên không, không đành. Quên không đành. Nếu như mình nhìn thấu, mình nghĩ thông, mình biết rằng cái duyên, cái nợ của mình với họ chỉ tới chỗ đó là điểm chấm hết. Và bây giờ đường ai nấy đi rồi, họ có cuộc sống của họ, mình có cuộc sống của mình. Quý nhau ở chỗ đó là đừng hận thù nhau. Lâu ngày có tình cờ gặp lại, vẫn gửi cho nhau nụ cười, gửi cho nhau lời hỏi thăm ân cần, đó là quý rồi. Vậy tại sao lúc ở chung với nhau chúng ta không cố gắng làm hài lòng nhau, để rồi chúng ta cứ không hợp về chuyện này, không đồng tình về chuyện khác, cứ không hợp, không đồng tình, nó càng ngày càng ngày làm cho tình cảm chúng ta sức mẻ, rạn nứt, rồi đến lúc chia, chia lìa. Nếu ta khôn khéo, ta tài giỏi, thì chúng ta đừng để cho kết quả chia ly nó xảy ra. Biết thương yêu, biết nhường nhịn nhau để mà sống. Thì đâu có chuyện đường ai nấy đi để rồi khỏi phải đau khổ. Biết mình còn thương người đến như vậy, tại sao mình để cho người phải phải rời mình? Trong lúc đó chúng ta ích kỷ về bản thân, chúng ta cứ mãi cho mình là đúng, cho mình là phải. Thế rồi cái đúng cái phải của mình gặp cái đúng cái phải của người kia, không ai chịu nhận cái sai, dẫn đến rạn nứt. Nếu một khi đã đi đến quyết định đó là chia ly, thì chúng ta phải chấp nhận. Phải chấp nhận. Không chấp nhận, không dám đối diện với thực tế. Nhìn không thấu, nghĩ không thông. Nghĩ không thông thì nhất định sẽ buông không được. Buông không được. Nhớ hoài, nhớ mãi. Rồi chúng ta tự hành hạ bản thân mình, tự làm mình đau khổ. Chính vì vậy, người khôn khéo phải là người nhìn tường tận được mọi nhân duyên và chấp nhận thực tế mọi điều, mọi thứ đã và đang xảy ra để sống với nó. Chúng ta cứ mãi lui về quá khứ để ôm ấp những kỷ niệm, những hình ảnh đẹp trong quá khứ, để rồi chúng ta ngủ vùi và chết trong quên lãng. Chúng ta đánh mất mình trong giây phút này. Phải nhớ rằng sự sống của chúng ta không phải ta sống cho người kia, mà ta phải sống cho bản thân mình. Sống cho bản thân mình. Như vậy sống cho bản thân mình là chúng ta phải làm sao mỗi một ngày đi qua, sự sống này phải sống có ý nghĩa. Mỗi một ngày đi qua, sự sống này phải bớt tham, bớt sân hận, bớt giận hờn, bớt si mê đi. Sự sống này phải làm được thêm một số điều lợi ích. Đó mới là đáng sống. Có một ngôi làng, trong ngôi làng đó thiếu nước. Cái anh nhà giàu, ảnh mới bỏ tiền của mình ra để thuê những người thợ đào giếng về đào cái giếng để đem cái nước sạch cho dân làng xài chung. Cho dân làng xài chung. Thì như ý muốn, anh bỏ tiền ra có được cái giếng nước trong mát để cả làng cùng hưởng, cùng xài cái giếng đó. Nhưng rồi cũng trong làng đó có một anh chàng hay say sưa nhậu nhẹt, hay đi phá làng phá sớm. Hàng ngày anh đến giếng đó, ngoài cái việc múc nước uống, múc nước để tắm, múc nước để sinh hoạt, thì anh tìm mọi cách để làm cho cái giếng nó bị bẩn đục đi, phá hoại.
Anh cứ múc nước anh đem về cho nhà anh xong rồi bắt đầu là anh tìm cách, anh tìm đá, tìm cây, anh quăng xuống, anh làm cho cái giếng nó đục để khỏi ai lấy được hết. Rồi dân làng người ta đi lấy nước không được, cứ người ta ra người ta thấy cái giếng là sao nó đục, ra là thấy cái giếng đục lấy nước không được. Rồi người ta mới theo dõi, người ta biết cái anh này này, cứ hễ trưa giờ người ta nghỉ thì anh ra anh lấy nước xong là anh quậy cho đục cái giếng. Người ta mới tìm đến, người ta nói chuyện với anh, nói lý lẽ đó mà. Hỏi tại sao anh làm như vậy, anh trả lời đó là điều tôi thích, đó là điều tôi thích. Trả lời ngắn gọn vậy thôi à. Các vị thấy nó cà chớn ghê không? Câu chuyện mình tưởng chừng nó là vô lý, nhưng đó là chuyện có thiệt. Trong cuộc sống, trong xã hội ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng ở trong chỗ mình ở, trong cái khu vực đó, trong cái ấp, cái thôn, cái làng đó, có nhiều người tốt nhưng cũng có nhiều người không tốt. Có rất nhiều người họ sống vì mọi người, họ làm những việc lợi ích cho người khác, nhưng có những kẻ sống toàn là đi làm cho kẻ khác bất an, đau khổ, đi phá hoại không. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng điên. Vậy thì mình phải coi lại bản thân của mình. Có hai hạng người trong xã hội như vậy, mình đang rơi vào cái tốp nào? Kể câu chuyện đó để chúng ta quy chiếu trở lại, để thấy rằng mình đang là hạng người nào. Hạng thứ nhất là sống đem lại niềm vui, đem lại lợi ích cho những người cùng chung sống. Hạng thứ hai là sống đem lại bất an và đau khổ cho những người cùng chung sống. Chúng ta ở hạng nào? Coi lại hành động, coi lại lời nói của mình, để mình thấy mình ở hạng thứ nhất hay hạng thứ hai. Nếu mình ở hạng thứ nhất, phải tự hào về điều đó và hãy cố gắng làm cho điều đó tốt đẹp hơn. Đức Phật dạy rằng những gì chúng ta đã làm tốt thì phải làm cho nó tốt hơn. Những gì tốt mà chúng ta chưa làm thì cần phải nỗ lực làm. Nếu như chúng ta thấy mình là cái hạng người thứ hai, sống chỉ để cho người khác bất an, cho người khác đau khổ, sống chỉ để phá làng, phá xóm, thì phải sửa đổi, phải khắc phục ngay. Đức Phật dạy những gì xấu ác chúng ta đã làm thì chúng ta phải chấm dứt nó, chúng ta phải dừng nó. Những gì xấu ác chúng ta chưa làm thì chúng ta luôn canh chừng nó để đừng có làm. Suy cho cùng, tất cả những điều mà chúng ta học từ lời của Đức Phật, từ quý thầy giảng, để làm gì? Để chúng ta quy chiếu lại bản thân của mình, để tự mình xem xét mình đang ở mức nào, đang ở vị trí nào. Chúng ta thấy mình xấu thì phải làm cho mình tốt. Chúng ta thấy mình tốt rồi thì phải làm cho mình tốt hơn, làm cho mình tốt hơn. Như vậy trong buổi nói chuyện hôm nay, Minh Thiền tóm lại cái ý thứ nhất là chúng ta cần nhìn về cái quỹ thời gian còn lại của mình. Nó không dài như ta tưởng, nó là chiều tím nhuộm hoàng hôn. Nó còn rất ngắn, chính vì nó còn ngắn, cần phải sống có ý nghĩa, cần phải sống thật là tốt. Điều thứ hai là tự bản thân của chúng ta phải khắc phục nghiệp chướng của chính mình. Đừng vì cái ăn, cái mặc, cái ở mà tạo quá nhiều những tội nghiệp, để rồi ngàn đời ngàn kiếp phải tái sanh vào trong cái cảnh giới đau khổ. Điều thứ ba, Minh Thiền muốn nói rằng đời sống của chính bản thân chúng ta không ai có thể thay ta làm tốt được, mà chính chúng ta phải làm tốt nó. Vì vậy trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, không phải trông cậy vào cha mẹ, bà con hay thân bằng quyến thuộc mà làm cho chúng ta được tốt. Chỉ có nương tựa vào những cái hành động lương thiện, những hành động thánh thiện của chúng ta thì mới có thể làm cho phẩm giá của chúng ta được
được tốt. Cũng vậy, không có cha mẹ, không có bà con, không có quyến thuộc nào làm cho phẩm giá chúng ta bị xấu đi. Chỉ có những hành động của chúng ta hướng về điều ác nghiệp mới dẫn chúng ta đến con đường của xấu ác. Các vị nhớ. Như vậy thì ngày hôm nay Minh Thiền chia sẻ với đại chúng, chỉ mong đại chúng nhớ hai điều cơ bản: xem mình là người tốt trong xã hội hay mình là người xấu trong xã hội. Đơn giản vậy thôi. Nói dài dòng là nói chuyện của ông thầy, nhưng các vị chỉ nhớ coi lại mình là người xấu hay người tốt. Nhắc lại nha, nếu mình là người tốt thì mình sống, những người sống chung mình họ cảm thấy vui, họ cảm thấy bình yên vì sống chung, sống gần với mình, vì mình luôn đem lại lợi ích và tiếng cười cho họ. Còn mình là người xấu thì những người sống xung quanh mình không bình yên, họ luôn canh me, luôn canh chừng mình, bởi mình lúc nào cũng có thể đem đến bất an và đau khổ cho họ. Hai điều này các vị nhớ là được. Xấu thì phải bỏ đi, tốt thì phải làm cho tốt hơn. Hôm nay về chùa Long Thành có đôi điều tâm tình với đại chúng vậy thôi. Cầu chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và tinh tấn tu tập. Nên nhớ tu 5 năm, 10 năm còn lại, nhưng nó làm cho 5 đời, 10 đời, 50 đời, 100 đời sau được bình yên, được an lạc. 5 năm, 10 năm còn lại mà không tu thì nó làm cho 5 đời, 10 đời, 50 đời, 100 đời sau đau khổ, bất an. Lúc đó đừng có than trách là tại sao quý thầy không có chịu dạy dỗ chúng tôi, không hướng dẫn tôi. Dạy dỗ rồi, hướng dẫn rồi, còn vấn đề nghe thực hành hay không thì là việc của các vị. Nên nhớ hình ảnh của ông già, cha của người giàu có, khi còn sống đam mê theo ác nghiệp, chỉ vì ham muốn cái ăn, cái mặc, cái ở mà bỏ ngoài tai những lời răn dạy của các thầy tỳ kheo. Chính vì vậy khi chết đi bị đọa sứ vào trong cõi quỷ. Thấy đó là hình ảnh, làm tấm gương để soi sáng lại chính mình. Đừng để mình phải vướng vào cái hoàn cảnh y chang như người xưa mình đang tự hại mình đấy. Xin cảm ơn các vị ngồi lắng nghe, cầu chúc mọi thứ tốt lành đến với các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.